Chào mọi người nha. Chuyện là Bạch Mã Cứu Tây Phong, tác giả là Kim Dung, MC Trần Khánh, chương 1. Sa mạc mênh mông. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp. Trên sa mạc mênh mông của đất Hồi Cương, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng. Hai con ngựa một trước một sau đang phi nước đại. Thằng trước là một con ngựa trắng cao lớn chân dài, trên yên là một người, trên yên là một thiếu phụ. Ôm trong lòng một cô bé con chừng 7-8 tuổi, phía sau là một con ngựa màu đỏ bồ quân, trên lưng đeo phục một người đàn ông cao gầy. Trên lưng phía trái của người đàn ông có một cắm một mũi tên dài. Người nào mà chẳng chết điều đó không sai, có điều từ nay lấy ai chăm lo cho vợ con thơ. Con ngựa hồng chạy đã mấy chục dặm, gần cốt đã mệt nhoài mà chủ nhân vẫn tiếp tục ra roi thúc giục đến nỗi không kịp thở. Hai bên mép sùi bọt trắng xóa, hai chân trước khuỵu xuống ngã lăn ra. Người đàn ông kéo dây cương, con vật kêu lên một tiếng bì thảm, giấy rủa mấy cái thở hắt ra rồi chết luôn. Thiếu phụ nghe tiếng động phía sau quay đầu lại thấy con ngựa hồng đã chết, kinh hãi kêu lên: "Đại ca, đại ca, có sao không?" Người đàn ông nhíu mày lắc đầu, y nhìn thấy phía sau mới giảm xa xa bụi bay lên là đồ nhân mã cả địch đã kéo đến. Người đàn bà quay ngựa lại chạy đến bên chồng, thấy mũi tên dài cắm trên lưng y áo ướt đẫm, không phải kinh hoàng thất sắc dường như muốn ngất đi. Cô bé còn cũng thất thành kêu nền: "Cha, trên lưng cha có mũi tên kìa." Người đàn ông cười ngượng nói: "Không sao đâu." Y nhảy lên nhẹ nhàng khéo léo rồi xuống yên ngựa ngay sau lưng người vợ. Y tuy bị trọng thương nhưng thân pháp vẫn nhẹ nhàng chắc chắn. Người đàn bà quay đầu lại nhìn chồng đầy vẻ lo lắng, quan hoài nói nhỏ nhẹ: "Đại ca chàng." Con đàn ông kẹp hai chân thúc một cái, tay giật dây cương, con ngựa trắng liền tung cước bốn gót chạy về phía trước. Con ngựa trắng tuy là thần tuấn nhưng nó chạy một quãng dài không nghỉ ngơi thì cũng mệt mỏi, huống chi lúc này trên lưng lại có đến ba người. Tuy nhiên con vật dường như cũng biết lúc này là lúc sinh tử quan đầu của chủ nhân nên không cần thúc giục vẫn hết sức chạy không kể sống chết. Chạy thêm vài dặm nữa sau cùng chậm dần, địch nhân đuổi theo sau một lúc gần thêm. Tất cả gồm 63 người nhưng có thêm hơn 190 con ngựa khỏe, mỗi khi ngựa hơi yếu lại đổi con khác ngay. Họ nhất định để bắt cho bằng được. Khi người đàn ông quay lại nhìn trong đám bụi vàng đã thấp thoáng nhìn thấy thân hình kẻ địch, một lát sau đến mặt mũi cũng đã nhìn rõ. Người đàn ông nghiến răng nói: "Hồng muội, anh xin một điều, em có bằng lòng không?" Người đàn bà quay đầu lại dịu dàng mỉm cười nói: "Trong cả đời đã bao giờ em trái lời anh chưa?" Người đàn ông nói: "Tốt lắm, em mang tú nhi chạy trốn bảo toàn chút máu thịt của hai đứa mình, bảo toàn bước độ địa cao xương mê cung." Nói lời cực kỳ kiên quyết chẳng khác gì ra lệnh không bằng. Người đàn bà giọng run nói: "Đại ca, cho chúng nó cái bản đồ đi, chúng mình chịu thua cho xong, thân thân chàng mới là quan trọng." Đàn ông cúi xuống hôn lên má vợ, giọng đột nhiên đổi thành cực kỳ chỉ mến nói: "Trong đời ta trải qua biết bao nhiêu nguy nan, lần này nếu như chạy được thì hay. Nã nương tam kiệt không phải chỉ muốn địa đồ đâu, bọn chúng muốn làm là giết ta kìa." Đàn bà nói: "Chúng dẫu sao cũng chỉ còn chút tình đồng môn, hay là để em xin bọn họ." Người đàn ông khỏe gắt nói: "Không lẽ vợ chồng mình phải van xin người khác hay sao? Con ngựa này không mang nổi cả ba người, đi mau." Y tung mình nhảy lên lớn tiếng rơi xuống khỏi ngựa. Người đàn bà có cương đứng lại định đưa tay níu lấy tay chồng, thấy trưởng phu mặt dần dữ lại nghe quan ớt: "Đi mau." Nàng từ trước tới nay luôn phục tùng chồng, đành giật dây cương quất ngựa chạy về phía trước, cảm thấy giá bằng xé sắt, không phải chỉ trong lòng mà đến cả máu thịt cũng như đồng lại. Những người đuổi theo thấy người đàn ông rơi xuống ngựa cũng hô reo: Bạch mã nĩ tam ngã rồi. Hơn chục người liền dùng ngựa đến vây quanh, còn hơn 40 người tiếp tục đuổi theo thiếu phụ. Người đàn ông nằm co dưới đất không có quậy gì nữa, dường như đã chết rồi. Một người giơ trường thương nghe xoạt một tiếng đâm luôn vào đầu vai bên trái y. Khi rút gọn ra mũi tươi vọt ra nhưng bạch lý mã vẫn tạm không động đậy,
Lã chỉ huy dâu nói, chết chắc rồi còn sợ đi nữa, mau tra xét người y xem. Hai người chồng bọn nhảy xuống ngựa đi đặt lý tạm. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, Bạch Mí Mã trường đao vung một nhát chát hai tiếng, chém hai tên ngã lăn ra đất. Bọn người không ngờ y giả chết, đến ngọn giáo đâm vào ông làm như không biết, rồi bỗng dừng phản kích lại. 60-70 người kinh hãi dùng ngựa thúi lùi. Á dâu sồm liền múa thanh nhọn linh đào trong tay quan hớn. Lý Tạm người quả thật cứng đầu, vù một tiếng y vùng đào chém xuống đầu Lý Tạm. Lý Tạm giờ liền đỡ, nhưng cả hai vai đều bị thương nặng, cánh tay không có sức lịch bèn lùi lại 3 bước. Qua một tiếng hộc ra ngụm máu tươi, hơn chục người xúc ngựa tiến lên vây quanh, đao thường cùng đâm chém xuống người y. Bạch Mí Mã một đời anh hùng cho đến chết không chịu khuất phục, khi sắp lên đời cũng giết được hai tên cường địch thiếu phủ ở đằng xa. Nghe tiếng chồng uất hận giống lên trong lòng chẳng khác gì dạo khát trang chết rồi ta còn sống làm gì. Nàng lấy từ trong bọc ra lấy một tấm khăn dệt bằng lông cừu nhét vào đứa bé, nói Tú Nhi con cố tự no cho mình. Nàng giơ roi quất vào mồm con ngựa, hai chân đạp một cái thân hình đã rời yên. Nàng thấy con ngựa trắng nâng nhẹ điền mang con bé chạy như bay, trong lòng thấy an ủi hơn. Con ngựa này cước lực thiên hạ vô song, Tú Nhi người lại nhẹ như thế bọn chúng không thể nào đuổi kịp. Ở phía trước tiếng cô bé khóc mẹ ơi mẹ ơi mỗi lúc một xa, còn tiếng chân ngựa đuổi theo phía sau càng lúc càng gần. Trong bụng ngầm khấn nguyện xin trời phù hộ cho Tú Nhi được như con lấy được một người chồng tốt, dù một đời trôi nổi thăng trầm nhưng cũng một đời sung sướng. Nàng sờ lại quần áo vén đầu tóc, chỉ chồng chớp mắt mới chục người trước sau cái người chạy đến. Người đi đầu là lão nhị chồng lã nương Tạm Kiệt Sử Trọng Tuấn. Lã nương Tạm Kiệt là anh em kết nghĩa, lão thần đào trấn quan Hoắc Nguyên Long chính là gã dâu sổm giết Bạch Mã Ni Tam. Lão nhị Mai Hòa Thường Sử Trọng Tuấn là gã gầy cao cao, còn lão Tam Thành Mãng Kiếm Trần là người nùn nhỏ tinh danh, vốn là kẻ chuyên chặn đường cấp của đất Liêu Đông. Về sau nạp quốc tới Sơn Tây cùng Hoắc Sử hai người tâm đầu ý hợp, ba người liền mở một tiểu cục nơi huyện Tái là tên Tấn Tiểu Cục, Tái Cốc tên là Tấn Huy Tiêu, sử dụng Tấn và vợ Bạch Mã đi Tạm Thượng Quan, vốn là sư huynh đồng môn. Hai người học nghệ chung với nhau từ khi còn nhỏ.